Khi mic là ắt, tắt đây, bạn có tự hỏi tại sao một số dân vẽ hay các tác giả chuyện lại ít bị loạn nét cơ? Vì một số họ vẽ hay sáng tác, chuyện theo một tỷ lệ và khuôn mặt giống nhau. Ngoài ra những nét vẽ ấy cũng có thể nhận biết tác giả, người ta, gọi đó là đặc trưng, các ví dụ như nét tôi nè. Đây nữa, mỗi bức tranh đều có mắt và khuôn mặt giống nhau. Một số người cho rằng họ bị loạn nét, nhưng thực tế họ không thật sự bị như vậy. Đây là tranh tôi lúc bị loạn này. Tuy vẽ cùng ngày nhưng... Những tranh này có hoàn toàn giống nhau, vì thế các biện pháp để ít bị loạn là các bạn nên tham khảo nét và tập cho mình nét riêng nha. Ốc và hết rồi bye bye mấy tình yêu.